Hôm vừa rồi thì mình có đặt được một chiếc iPhone 11 giá chỉ là 2,1 triệu trên Shopee mà thôi. Vậy thì chiếc máy này nó có vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp nhé. Và anh em biết không, sau khi mà tháo cái kính cường lực ở phía mặt trước này ra bị vỡ nát, cũng như là cái mặt lưng đằng sau thì mình đã tháo bỏ cái miếng dán ra rồi, thì vệ sinh nó lại này, lau chùi các kiểu, thì chiếc máy này thực sự đẹp đó, ngoại hình rất tốt luôn, rất là ít vết cấn xước, nói chung là chóp sơn thì nho nhỏ đôi chút thôi, mặt trước gần như không có bất cứ một cái vết xước nào, nó cũng không hề bị ám ố gì nhé. Mỗi tội rằng là chiếc máy này nó đã bị dính iCloud. Tài khoản thì không biết là của ai. Nếu mà chúng ta tìm được ra chủ nhân của chiếc máy này ấy, thì thực sự rằng rất ngon. Họ chỉ mất là 2,1 triệu và sau khi mà đăng nhập vào thì sử dụng bình thường. Thế nhưng mà rất tiếc một điều rằng là không biết ai là chủ nhân. Thế nên là chúng ta sẽ có những cái dịch vụ bypass để có thể là mở khóa chiếc máy này và sử dụng bình thường. Thế nhưng mà liệu rằng nó có thực tế hay không đối với chiếc iPhone 11 trên tay của mình đây? Và mình cũng đã hỏi một cái cậu em quen biết của mình chuyên làm cái dịch vụ bypass. Do rằng là mình không phải thợ, cũng không phải là người bypass và cũng không mấy khi hỏi về cái dịch vụ này nên là mình không biết. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, thì đã biết được rồi. Nghĩa là khi mà chúng ta nâng lên một cái phiên bản iOS là 16.6 trở đi trên bất cứ một cái thiết bị nào khác thì chúng ta sẽ không thể nào mà bypass theo cái kiểu dịch vụ bên ngoài được. Do rằng là Apple họ đã fix rồi, mà chỉ có thể thực hiện được từ những cái phiên bản iOS đó là 16.5 trở xuống mà thôi. Rất tiếc một điều như vậy. Và mình cũng đã tiến hành là cắm vào bao thun để kiểm tra thông tin về máy. Anh em có thể nhìn thấy được rằng là iOS của nó thì đã lên là 16.6 rồi. Quá buồn cho một cuộc tình đúng không nào? Còn những cái thông tin khác thì rất ngon nhé. Đây là một cái phiên bản VNA. Viên pin của nó đã có một cái số lần sạc là 576 lần. Tuổi thọ pin, pin zin luôn là 89%. Cái ngày sản xuất của nó cũng vừa mới đây thôi. Đó là ngày 26 tháng 6 năm 2022. Phía bên phần báo cáo xác minh thì xanh lét từ trên xuống dưới. Điểm số 98 do là cái viên pin của nó thì chỉ còn lại là 89%. Và khi mà mình kiểm tra cái phần khay SIM và cái mã trong cái phần vỏ máy ấy, thì nó đúng là từ cái máy nguyên zin nguyên bản từ đầu nhé. Bỏ cái chiếc máy này thì cũng tiếc. Chỉ có thể là bán linh kiện hoặc là thay main mà thôi. Mà nếu mà thay main ấy, thì giá nó khá là cao, khá là chát đấy. Còn đối với cái sản phẩm với cái chiếc máy mà gọi là xác như thế này rồi ấy, thì chúng ta sẽ chỉ bán với cái giá loanh quanh tầm ngưỡng như bạn kia bạn bảo rằng là 1,5 triệu. Khá là bèo đúng không nào? Và thông qua cái video này thì mình cũng sẽ cảnh báo với những anh em mà mua những cái chiếc máy nó là dạng xác thì chúng ta sẽ cần phải xem là nó có thực sự phải là một cái chiếc máy mà còn hoạt động bình thường hay không, hay là nó bị dính iCloud. Và nếu mà dính iCloud thì sẽ cần phải là xem là cái phiên bản iOS ở trên chiếc máy đó thì là một cái phiên bản iOS bao nhiêu. Nếu mà từ 16.6 trở lên ấy, thì thôi chịu đứng luôn nhé, nên bỏ. Và qua đó cũng cảnh báo với những anh em mà sử dụng những cái chiếc máy iPhone mà nó cập nhật lên những cái phiên bản iOS đời cao như vậy thì sử dụng cẩn thận với những cái tài khoản iCloud. Và rồi qua cái chia sẻ này của mình thì anh em có những cái góp ý gì không thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé. Còn thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.